Hiện tại thì tôi đang ở cơ sở Hoàng Quốc Thống của thành phố Thanh Hóa, địa chỉ số 51 đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, và đây là trường hợp của cô Hải nhỉ. Vâng. Cô Hải là ở phường nào cô nhỉ? À, cô ở phường Ba Đình, số Phường. nhà 09 ngõ 23 Phan Bội Châu, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. À, tốt À. quá. À, năm nay cô Hải bao nhiêu tuổi rồi Cô ạ? sinh năm 1962, À năm vâng. nay là Thế là mới bao nhiêu nhỉ? 6 50 6 60 6 61, 61 cả vâng, tuổi mụ là 61 62 62, tuổi. 62. Vâng. Năm nay 62 tuổi. Vâng. À. Cô Hải có thể cho cháu hỏi là tình trạng của cô Hải trước khi đến với Hoàng Quốc Thống không ạ? À, cô trước khi đến với Hoàng Quốc Thống là cô bị thoát vị địa đệm này, rồi Vâng. cô đau vai gáy này, Vâng. mất ngủ là trên 20 năm. Trên 20 Ở năm. mấy cái đầu gối đau, Đau đau đầu đau gối. đầu gối. Tức là cô đau vai gáy này À. là bao nhiêu lâu rồi ạ? Cô đau thì cái này thì không biết thế nào nhưng bây giờ chỉ biết là không giơ tay lên được. À, lúc mà chưa làm là không giơ tay lên được. Mấy ai Vâng. là tay đằng sau là cô không 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 bắt chéo được thế này, không À, không tức là không vâng. có nghĩa là Cái dây cài áo ngực. cài dây áo ngực không được mà hoặc là kéo cái khóa váy là Khóa không váy được. là khó đúng Ờ không? ờ Vâng ạ. Còn cái thoát vị là ở lưng hay là ở cổ? lưng đây cái này, À. cả lưng rồi gáy thì nó đau văng hai vai đây, Vâng. tê tay. Vâng, rồi là ngoài cái dấu hiệu mất ngủ này, đau vai gáy thì cô có thường xuyên bị tình trạng giống như là thiếu máu lên não, rối loạn tuần hoàn não không? Có cô thi thoảng nó đau đầu, đau nửa cái đầu À, bên trái và đau nửa đầu bên cái trái. đỉnh đầu nó cứ mềm mềm nhũn ra, nó Vâng, lồi lồi ra đấy. rồi, tức là đau đầu, mất ngủ, đúng không? Đau mỏi vai gáy, À, đau lưng, đau có lưng chèn ép xuống mông hay là thần kinh có tọa gì không ạ? hai cái mông cô đau này, nó chèn Vâng. xuống đùi này, Vâng. rồi chân có hiện tượng teo nữa cơ. Teo chân. Vâng, đúng rồi, trên thực tế là cô có cái hiện tượng teo chân. Ngoài ra thì còn đau khớp gối. Đau khớp gối. Vâng, khớp gối này. Nói chung là tình trạng đau rất là nhiều, Nhiều đau toàn thứ. thân đúng không? Trước đấy thì cô Hải đã từng đi điều trị gì chưa? Cô mấy năm trước cô cũng đi điều trị ở Hà Nội nhưng mà Vâng. giờ thực cô thấy đau quá rồi Vâng. mà cô cũng đang định đi Hà Nội nhưng mà Vâng. thông qua cái cô đọc được quảng cáo của Hoàng Quốc Quốc Thống. Thống Vâng. nên là cô lại gần nhà nữa Vâng ạ. nên cô tìm hiểu và cô đến đây điều trị. Vâng. Và ngay cái buổi đầu tiên là cô về là cô thích lắm Tốt rồi. quá. Vâng, tình trạng của cô Hải đã kéo dài 20 năm với các cái dấu hiệu là đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân, mất ngủ triền miên, Mất ngủ rồi lâu. thoái hóa khớp gối đúng không cô? Thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng. Hiện tại thì ở đây là cô đang có cái hiện tượng bó ở các cơ, kèm theo là tình trạng chèn ép thần kinh ngoại biên, nên dẫn đến các cái dấu hiệu lâm sàng như thế. Cái tình trạng này thì cô để cũng khá lâu rồi và bây giờ nó đã có hiện tượng là teo cơ, khó khăn khi vận động, hạn chế cử động và khó khăn khi đi lại rồi ạ. Cũng rất là may là vì cô đã đến được với Hoàng Quốc Thống và hôm nay là sau Hôm nay là buổi thứ sáu. buổi thứ sáu. Vâng, cô có thể cho cháu cái cảm nhận chân thật nhất của cô về Hoàng Quốc Thống sau 6 ngày điều trị không ạ? Sau 6 ngày điều trị thì sau cái buổi đầu tiên về là cô đã cảm nhận cái thuốc là cô thích lắm rồi. Vâng. Và đêm đấy thì cô cũng ngủ được tầm 2 tiếng. Vâng. Vâng, xong còn hai mấy đêm hôm nay thì tầm được 3 đến 4 tiếng. Vâng. Và cái xương khớp thì nó cũng nhẹ đi. Còn Và trước đó là có nghĩa là cô thức trắng đêm à? cô trắng đêm. Trắng đêm. Cái Vâng. đêm trước cái ngày mà hôm cô đến với Hoàng Vâng. Quốc Thống là cả tuần hôm đó là trắng đêm luôn. À Mệt mỏi không tay vâng. nào mà Thế chịu. hôm nay là ngủ được mỗi đêm 3-4 tiếng rồi ạ. Ngoài ra thì cô còn cảm thấy thế nào Cô nữa? thấy là đầu óc nó sảng khoái hơn Vâng. và máu cảm thấy nó lưu thông, cảm thấy người nó khỏe lên một Vâng. chút. À vâng. Và cô thấy cô tâm đắc nhất là cái bài thuốc cô thích lắm. Vâng. Cô vẫn nói với kỹ thuật viên Thành là cô làm sao mà gặp được sếp của cháu là để cô nói lời cảm ơn. Vâng ạ. Cảm ơn thứ nhất là các cụ đã để lại cho con cháu những bài thuốc rất là giá trị, Vâng ạ. mang giá trị đến cho đời. Vâng Thực ạ. sự đúng Vâng. tâm tâm cô nghĩ sao cô nói thế. Vâng ạ. Và hai nữa là mang cái bài thuốc quý đến cho bà con Thanh Hóa và Vâng. cô được hưởng lợi. Vâng, tốt quá. Vâng, thế thì ví dụ như hôm đầu tiên cô đến đây là cô bị đau khoảng 100% đi. Thì bây giờ cô cảm thấy là sau tính chính xác là 5 ngày đi, ngày hôm nay thì bây giờ mới làm 5 ngày điều trị thì cô cảm thấy là nó cải thiện được bao nhiêu phần? Nó cải thiện được phải đến một nửa đấy cháu ạ. Một nửa rồi. Vâng. Cô thích lắm. Vâng. Thế là cái cô đang sử dụng cái gói liệu trình 15 ngày Cô của bên đang cháu. đúng rồi. Vâng, mới đi được 1/3 chặng đường mà chúng ta đã gặt hái được là tầm 50 đến 60% rồi đúng không? Vâng. Thế Hôm đầu là tiên các bạn ấy đụng vào người cô chỗ nào cũng đau. Vâng. Nhưng đến hôm nay là có những cái chỗ mà
đụng đến nó không đau nữa. Vâng. Đúng cái vị trí đó mà này nó không đau, chứ nó vâng. là nó đã thông rồi ạ. Đúng rồi. Vâng, nó không còn bị tắc nữa. Cơ nó không còn bị cứng chỗ nào nó mang bị tắc, cơ đang bị cứng thì chạm vào nó sẽ rất là đau. Đúng rồi. Bây giờ về nhà cô cảm thấy các cái vận động cử động về các cái hoạt động sinh hoạt cũng như là giơ tay mặc áo quần của cô thì có dễ dàng không? Cô cũng dễ hơn một chút. Vâng. Như có cái là cái bắt chéo tay là chưa được nữa thôi. Cài vâng. cài dây áo con là chưa được thôi. Vâng, vâng. Vì cái khớp vai thì nó vẫn chậm hơn. Vâng, mà cũng mới chỉ có 5-6 ngày cho nên là mình vẫn cứ phải là lạc quan tin rồi, tưởng và tiếp cô tục. Cô cũng xác định nhá. Là bệnh của mình lâu vâng. rồi, mình vâng. nó tích tụ hàng mấy chục năm. Vâng. Mà nay là mới có mấy ngày thì làm sao mà nó khỏi ngay được. Đúng cô rồi. Xác định là cái này mình là lâu dài. Như thế là được thế là nhanh mà vâng. mà được. Nó là cái tín hiệu rất là mừng rồi. Vâng ừ, vâng. Bệnh 20 năm cơ mà. Bây giờ có những người là có khi phải sử dụng cái liệu trình 15 đến 30 ngày đấy ạ. Vâng. Khi mà cô đến với Hoàng Quốc Thống ấy thì cũng giống như là cái tên gọi của thương hiệu, đây chính là cái dầu Hoàng Quốc Thống. Cô đang được dùng chính cái dầu này. Kết hợp với kỹ thuật vật lý trị liệu của các kỹ thuật viên bên cháu có trình độ chuyên môn cao để trị liệu cho cô. Thì đây là một bài thuốc đông y gia truyền, nó được dùng để đặc trị các vấn đề về cơ xương khớp như là đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau lưng, đau thần kinh tọa, viêm thoái hóa khớp gối, suy giãn tĩnh mạch, di chứng của tay biến, hoặc là những người bị bệnh Parkinson, hoặc là các vấn đề về hạn chế vận động ấy, thì cái dầu Hoàng Quốc Thống của bên cháu đều được dùng vào rất là hiệu quả. Và điều đặc biệt của cái dầu Hoàng Quốc Thống này là nó được dùng để xoa bóp ngoài da, và cô cũng cảm nhận rằng là khi dầu xịt lên da thì nó không hề gây nóng, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, nó không gây nóng, cho nên là cô Hải không cần phải lo lắng về các vấn đề về khô xương, giòn xương, xốp xương, hay là những cái vấn đề gây ra tác dụng phụ như là ảnh hưởng chức năng dạ dày này, ảnh hưởng chức năng gan thận, gây phụ nữ tăng cân, là những cái tác dụng phụ đó là cô hoàn toàn không phải lo lắng băn khoăn cô nhé. Và cái bài thuốc này thì cô cũng cảm nhận được rồi, chỉ cần sau 1-2 lần sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng và cảm nhận được hiệu quả ngay từ 1-2 lần đầu tiên sử dụng rồi ạ. Đúng rồi, cô cảm nhận được cái điều đó. Vâng ạ, tuyệt vời quá, cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Cũng nhận qua đây thì cũng là những cái cảm nhận chân thật nhất của cô, không là khách hàng nhiều khi là họ cảm thấy là chưa được tin tưởng ấy, cứ nghĩ rằng là như thế là quảng cáo, nhưng đây là những cái phản hồi hết sức chân thực nhất của cô Hải là khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ của bên Hoàng Quốc Thống ạ. Vâng ạ, thì qua đây là cũng rất mong là cô Hải, nếu như mà mình biết những người xung quanh cô hoặc là người thân bạn bè ai có vấn đề về xương khớp ấy, thì cháu nhờ cô giới thiệu với họ về cái cơ sở Hoàng Quốc Thống của Thanh Hóa để mình có thể lan tỏa cái sản phẩm cũng như là để cho nhiều người biết đến và giúp đỡ họ thoát khỏi đau nhức xương khớp cô nhé. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều rồi. Và chúc cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Rồi, cô cảm ơn nhà thuốc Hoàng Quốc Thống. Vâng ạ. Vâng.